Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cách vẽ một con sư tử biển nhé. Bằng mình bắt đầu mình sẽ vẽ phần đầu của sư tử biển các bạn. Vẽ phần đầu của sư tử biển các bạn ạ.
con nổi nè.
Thank you.
các nhà trung không là còn gì trung mô trung ở quận 12 ở quận 12 thằng Hiếu có phải đây là con sư tử vĩ các bạn này. Thank you.
Đúng rồi, khổ cái mở các bạn ạ.
qua lưng cái dài cái ngắn là được. Ở mua một hay hai nhỉ? Quẩy ngành không tiếng ngành ngành mà ví dụ chờ chỗ xe máy có thằng tê nó sửa nhiều rồi ngồi chờ nó có ngày cũng mà qua được mê rồi. Nhưng mà ý là phải quay cái khác với chứ còn bài hát thì cũng được cái thứ hai thôi. Thì qua được cái dài với cái ngắn là nữa. Một hai cái ngắn. À, sắp được điện được. Xe đưa chị đưa để em đưa cho cái cái thủ công của chị cũng một cái bị dọc á, cái này là phải coi bù như thế không nữa đó, cái bị cái thủ công ạ. Sao mày không biết hả? Thao cái việc à, hay tao đó. Nghe là tổng vào cái dọc một cái bị lỗi trong hai đứa 21 cái thì mất cái dọc nên cái bị lỗi nó không phải máy dây thôi ngồi nó 19 cái à, đó là thanh quay lại luôn á. Thế cũng có cái dọc nhưng tao quay lại luôn mà con không biết nhưng mà có một cái bị lỗi, một cái bị lỗi nữa để có người máy dây thôi. Một tối vậy anh đang quay một tối vậy mua mô tối chi khởi trận chi không trả để được mồ chứ phải có để này khởi trận nên là có làm để trần là khóa lễ theo định hướng lắm. Nó không cái lâu mà mở mới mở đó. Có bốn có sáu thằng, có bốn thằng thì trần. Lễ góc vô cũng khóa. Phương quay thì cũng bị thế ra. Đấy, mới nếu mà cứ còn quay. Phương á? Ừ. Vô, Phương quả. Phương quả như ta. Chắc quên. Tính cái môn nó lại phải đến lại mà không người thuyết cho thầy là có làm đẹp không nói thì có lần đầu mới làm đẹp rồi nó để xuất hiện có lần tiền nó trả lên cái máy này được khoảng
làm máy này kìa. Không thì em định hỏi để em đi quay đưa cho chị vẽ. Vẽ đi không mai không xong rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mực sẽ tạm khô bạn. Gì? Ngoài chỗ đây con cái rồi. Vâng. Anh đem đi học con biết rồi còn. Không phải. Thank you.
Dạ.
cô gái đang rửa tay, cho nên là một cái công việc mà mình nghĩ rằng là hết sức quan trọng ngay ở thời điểm này. Vâng, và đây là một trong những cái nội dung mà chúng ta cần phải thực hiện theo cái chỉ thị là 5K để bảo vệ sức khỏe và phòng dịch các bạn nha. Các bạn là xin một cái bức tranh về một cái việc làm rất là cần thiết ngay ở bây giờ. Cách mà cô gái chúng ta đang rửa tay các bạn nha.
Đây là một chú sư tử khá hoàn thành các bạn ạ, khá là đẹp. Tôi là đã hoàn thành một cái con sư tử biển, còn tiếng nước ngoài gọi bằng con vo. Ok, đã hết rồi. Xin chào bạn nhé.